Hai các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Thì hôm nay Tân đang ngồi trong một cái bối cảnh nó không giống bình thường, nó không giống trong căn phòng của Tân, nơi mà Tân thường xuyên kể chuyện cho các bạn nghe. Vì có nhiều bạn hỏi Tân á, là khi mà mình kể một câu chuyện ma thì thường ma nó ở trong đâu, và Tân có hiểu gì về những cái món đồ mà liên quan đến giá trị lịch sử hay là phong thủy hay không. Thì Tân nghĩ rằng bối cảnh ngày hôm nay đó là câu trả lời rõ ràng nhất cho các bạn cũng như những fan hâm mộ của Tân ở khắp nơi khi mà nghe chuyện ma của Tân. Đó là yếu tố thứ nhất mà Tân ngồi ở đây. Yếu tố thứ hai là những cái món đồ có giá trị hàng trăm ngàn năm, đằng sau nó một câu chuyện không hề đơn giản. Thì hôm nay Tân kể cho các bạn nghe về câu chuyện Duyên Thầy Pháp mà liên quan những cái món đồ mà đã nằm từ rất lâu, hàng trăm ngàn năm, nhưng vô tình nó đem theo một câu chuyện ghê rợn đằng sau đó. Thì đối với bác đó, là một cái người làm thầy pháp, ma quỷ dữ cỡ nào thì bác cũng phải tìm cách để mà chứng nghiệm nó. Nhưng đối với một người thầy pháp, điều đáng sợ nhất là không phải ma quỷ mà họ xuất hiện từ trăm ngàn năm, mà là cái xuất thân của ma quỷ đó là từ ai, ở đâu. Thì thực sự ra đối với một người thầy pháp, điều đáng sợ nhất là những thầy pháp đồng nghiệp nhưng mà họ lại đi theo con đường tà giáo. Hàng trăm ngàn năm trước đó các bạn, theo lời của bác kể đó, thì cũng không ít những người vì người ta mưu cầu đạt lợi mà người ta đi theo con đường tà giáo. Người ta bắt đầu tạo ra những loại bùa ngải mà hại con người, hoặc là người ta chứng minh với những vị vua thời đó mình là một người pháp sư giỏi để mà người ta điều khiển cả một vương triều. Nhưng mà rồi cái chánh pháp cũng phải thắng tà đạo. Thì khi mà họ bị chôn xuống lòng đất, cái câu chuyện của họ bị dùi chôn mãi, cho đến khi những người thầy pháp sau này họ biết được những chuyện đó, họ khai quật lên để mà họ định rằng là họ làm, đầu tiên họ để cho những cái linh hồn đó có nghĩa là làm tướng, làm lính cho họ để mà họ điều khiển. Nhưng mà họ không ngờ là những cái linh hồn đó họ quá mạnh. Họ mạnh đến mức mà những người thầy pháp thời này người ta không thể nào mà ta khiển được. Mà những người thầy pháp đó còn bị khiển ngược lại. Câu chuyện này nó bắt đầu từ một cái vùng mà ở gần nơi bác ở. Thì bạn biết rồi đó, cái nghề của bác bây giờ chính thức là nghề thầy pháp, nhưng mà đi coi phong thủy, đi làm pháp sự cho những ai biết và cần bác. Thì ở cái vùng đó mấy bạn, là người ta đồn thổi đó là có nhiều người, người ta bắt đầu người ta đi theo những cái tà khí, những cái phái mà nó không đúng như là chánh phái. Những người thầy pháp ở những cái vùng đó, họ bắt đầu họ tạo ra những cái nhóm, những cái tổ chức nó lớn hơn để mà chiêu dụ những người khác vào trong cái phái của mình. Thì các bạn biết ở trên thế giới không phải là thiếu những cái phái đó, nhưng cái mục đích cuối cùng của những cái phái tà giáo đó không phải là họ giúp cho chúng ta hiểu ra được siêu sanh ở miền cực lạc là như thế nào, mà nó khiến chúng ta đi theo một cái con đường, đó là tự vẫn. Mà các bạn biết là những người tự vẫn nhiều đến mức độ mà người ta gửi cái lời cầu cứu về cho bác vào thời điểm đó để giúp cho con cái người ta, những người mà có những triệu chứng về tâm thần trước khi mà người ta tự tử đó, thì ta gửi những cái triệu chứng đó về cho bác để bác giúp chứng nghiệm. Thì bác lên đường đi qua cái vùng đó để mà chứng nghiệm cho những cái người có cái triệu chứng mà trước khi tự tử, tức có nghĩa là những người trong vùng người ta có những người tự tử rồi và người ta thấy cái triệu chứng trước 1-2 ngày trước khi người đó chết á, có những cái triệu chứng bất bình thường, thí dụ như người đờ đẫn, nói chuyện lan man, thường xuyên khóc, thường xuyên cười đó. Thì khi họ thấy con em của mình có cái triệu chứng đó thì họ đi mời bác để mà tới giúp cho con em người ta thoát khỏi cái tà giáo để quay về với con đường đời sống bình thường, quay về với chánh phái. Thì khi tới đây các bạn, bác gặp phải một cái em đó là 16 tuổi, chỉ mới 16 tuổi thôi, còn đi học mà là em gái.
Thì em này bắt đầu có những cái triệu chứng rất là bất bình thường, đó là ngồi cười nói một mình về đêm lúc 12 giờ. Khi mà người nhà hỏi em đó là nói chuyện với ai, cười với ai, thì em nói rằng là đang cười với Thánh. Và sắp tới sẽ cùng Thánh đi về miền cực lạc. Cho nên là ba mẹ và gia đình là đừng có buồn. Vì khi em này đi về miền cực lạc đó, giúp cho vị Thánh này mạnh lên, thì em này sẽ tạo ra cái công đức rất là lớn cho người nhà và người thân của mình. Các bạn nghe cái quen không? Rất nhiều tổ chức tà phái thường xuyên như vậy. Họ cài vào tư tưởng, họ làm ra những cái chuyện mà để cho người ta đi về con đường tự vẫn. Thực sự ra đó, đối với bác kể đó, những tà phái nó mục đích cuối cùng là hại được nhiều người chết, để mà họ thu phục cái linh khí của con người, để mà nuôi dưỡng ma quỷ. Thì ma quỷ này xuất phát từ đâu? Thì phải tìm từ cội nguồn mà ra. Thì sau khi mà bác tới gặp bé này đó, thì bác mới sử dụng những cái chứng nghiệm của bác để mà bác thử coi là cái bùa bên kia nó mạnh hay nó yếu. Thì sau khi thử nghiệm đó, thì bé này bình tĩnh trở lại, bình tĩnh trở lại, nhưng mà cái tư tưởng vẫn muốn chết để mà hiến dâng linh hồn mình cho Thánh. Thì khi mà bác hỏi là Thánh là ai, con có nhìn thấy vị Thánh đó chưa, thì bé này nói rằng chỉ có 12 giờ đêm ở trong cái hội nhóm đó thì Thánh mới xuất hiện. Thánh bay được, Thánh ban phước lành được, Thánh nói chuyện được với con dân của mình. Thì khi nghe đến đây là bác đã đủ hiểu là một cái tà phái lớn mà họ đã nắm giữ trong tay một cái linh hồn rất là dữ. Thì bác bắt đầu cùng với những người trong xóm, trong cái vùng đó để mà điều tra về cái tổ chức này. Thì đầu tiên cái tổ chức này xuất hiện bởi một cái ông, và ông này là người Cam bạn, không phải người Việt, người Campuchia. Ông qua đây và bắt đầu ông giúp cho những người trong vùng đi thỉnh được cái này thỉnh cái kia. Và một ngày khi mà người ta tin tưởng ổng đó, ông mới nói rằng là ông có một cái vật gia truyền. Ông khai quật được từ Campuchia, từ Campuchia. Và cái vật này chứa trong đó một vị thánh. Và vị thánh này muốn giúp đỡ cho mọi người xóa khỏi cái sự khổ cực, và muốn đưa mọi người đi đến cái miền cực lạc. Thì khi mọi người bắt đầu họ tới họ nghe, đầu tiên là nghe thôi, thì tự nhiên đó là có những người người ta tin. Thì cái ông này ông hẹn tới 12 giờ đêm thì sẽ nhìn thấy Thánh. Thì 12 giờ đêm đó là xuất hiện từ trong cái bình cổ đó, cái vật cổ đó, là xuất hiện ra một vị Thánh mà nói chuyện được với người ta. Và người ta thấy bằng mắt thường, nhưng mà vị này không có chân, chỉ có nửa người trên thôi đó, mà ngồi nói chuyện. Thì các bạn biết người phàm mắt thịt mà khi nhìn thấy cái chuyện đó là người ta sẽ tin. Thì lúc này người ta cung phụng và nhiều người người ta quyết định đi theo Thánh, và người ta hiến dâng cái linh hồn đó cho cái vị Thánh đó. Thì lúc này là bác đã hiểu được cái vị này là ai. Và đây cũng là một trong những ma vương đầu tiên mà Tân kể các bạn nghe ở trong câu chuyện này. Một người thầy Pháp như bác đụng phải một ma vương ngàn năm. Ma vương ngàn năm không phải là một cái linh hồn, một vị thần bình thường, mà họ xuất thân là một thầy Pháp. Họ đã từng theo chánh phái, nhưng mà bị cái tâm của người ta không tốt, cho nên người ta luyện ra bùa ngải xấu. Và người ta trả giá chính bùa ngải người ta và bị phong ứng vào trong những món đồ, những cái vật tượng. Và cái ông mà thầy Pháp mà người Cam đó, ông quật lên được. Và ông định khiển cái linh hồn này để làm thiên binh thiên tướng cho ông. Nhưng mà cái linh hồn nó quá mạnh, nó khiển lại ông thầy Pháp này. Mà mục đích cuối cùng của nó là khi cái ông thầy Pháp người Cam này được tôn vinh lên đỉnh cao nhất, thì chính ông thầy Pháp đó phải tự sát để hiến dâng linh hồn đó cho con ma vương đó. Thì nó sẽ tồn tại được thêm ngàn năm nữa, và nó thu hút được cái linh lực của nhiều người. Con người càng nghe theo cái điều xấu thì nó càng mạnh. Thì mà để mà giúp được cái người dân ở đây đó, thì bác phải quay về để mời thầy Ba Minh. Tại vì gặp một ma vương thì bác không thể nào bắt đấu nổi, phải quay về gặp thầy Ba Minh. Thì thầy Ba Minh mới nói rằng là chỉ có một cách duy nhất là mang ông tổ nghề thầy Pháp của mình ra để mà đấu với cái tượng bên đó. Thì ông tổ cũng là một cái tượng, cũng là một người thầy Pháp được phong ứng vào trong đó, nhưng mà do thần thánh phong ứng. Họ phong ứng vào trong tượng để những người này họ lưu lại đó
để mà truyền cái tâm đức cho người thầy pháp, và cũng có một cái nhân để mà giúp những cái người thầy pháp đang yếu trở nên mạnh để đánh lại những cái ma vương, những cái thế lực tối. Thì lúc này các bạn, thầy Ba Minh mang theo cái tượng đó đến để mà 12 giờ đêm cùng nhau lập trận, cùng nhau lập trận. Thì bạn biết những người trong vùng lúc đó người ta chèo thuyền tới, ta chèo thuyền tới chỗ của thầy Ba Minh. Tại lập trận cái vị tổ của thầy Ba Minh và bác á, là xuất thân từ sông nước, cho nên lập trận trên sông. Lập trận trên sông là cũng 12 lá cờ như hôm qua đó các bạn, là 12 lá cờ hoàng đạo đó đó. Và sử dụng cái bắt đầu thức tinh của người Hoa để mà lập trận, tạo ra tổng cộng á, là 12 con rồng, 12 long mạch của cái vùng đó. Nó giống như là phúc khí của vùng để mà tiến tới cái thủ cái tượng đó mà phá tượng. Chỉ một khi cái tượng nó bị hủy đó thì ma vương cũng không tồn tại được. Thì ma vương không thể nào tồn tại được, vì cái tượng là nơi mà phong ấn, cũng là nơi trú ẩn của ma vương đó. Thì bạn biết đêm đó là người ta tới coi rất là đông, tại vì người ta nghe nói là có 12 con rồng, thì người ta nghe ta tới để coi rồng. Nhưng bạn biết rồi, đó là một cái từ nói về long mạch, mà không thể nhìn thấy được cái con rồng đó, trừ những người thầy pháp ta nhìn thấy. Nhưng cái người ta nhìn thấy là huyết rồng, có nghĩa là một dòng máu đỏ chảy theo 12 lá cờ đi về hướng đó, chứ không phải là một con rồng hoàn thiện. Đó thì lúc này thầy Ba Minh và bác lập trận, lập trận suốt 2 tiếng đồng hồ thì mới phá được tượng bên kia, mới phá được cái tượng của bên kia. Khi mà phá tượng bên kia thì người ta, những người bên đó là những người giáo phái bên đó đó các bạn, thì cái ông người cam nó cũng phun máu chết. Thì cái điều này là điều vô cùng kinh khủng đó người thầy pháp. Có nghĩa là thầy Ba Minh muốn cứu ông đó, nhưng mà ngay từ đầu ông đã muốn hiến dâng cái linh hồn cho ma vương rồi, cho nên ông chết theo ma vương luôn. Các bạn biết lúc đó là người dân ta rất là khổ, tại ta đi tìm những cái món đồ như là bàn ghế đồ cổ xung quanh đó ta phải đốt hết, tại vì không đốt nó sẽ nhập vào trong đồ trong tượng, mà một khi nhập vào trong đồ trong tượng là một ngày nó sẽ mạnh lại, mà nó sẽ đi truy sát những người đã từng hại nó, giống như thầy Ba Minh và bác. Ở trong đời thầy pháp hay là nghiệp thầy pháp đó, không ít những người thầy pháp chánh phái đã bị chết dưới tay của ma vương. Khi mà họ sơ sẩy, họ sơ sẩy, họ để cho cái linh hồn đó nó lấn áp vào trong cái chánh phái của người ta. Các bạn để ý đi, tất cả những chuyện ma hay những phim ma ở bất cứ nơi đâu, người ta kiêng kỵ nhất là người thầy pháp mà bị ma vương nó giết. Tại linh hồn người thầy pháp rất là mạnh, họ đại diện cho chánh khí, mà họ bị đi theo con đường tà giáo hoặc họ bị giết, tức có nghĩa là chánh khí đã bị đè xuống, tà khí sẽ được đi lên. Cho nên trong phim lúc nào cũng vậy, cái người thầy pháp mất là điều vô cùng tối kỵ. Mà trong đời thầy Ba Minh đã chứng, gọi là nhìn chứng minh, và cũng nên để thấy được nhiều sư huynh sư đệ của mình chết. Và thầy mới nói cho bác nghe là trong đời đó, ngoài tượng chứa ma vương ra thì cũng có một số tượng của người Cam và người Thái rất nguy hiểm. Họ là đại diện cho những con ma quỷ trăm ngàn năm, mà tâm của nó là muốn giết người và hại người. Đừng bao giờ mua đồ, mua tượng, đồ cổ mà không biết về nguồn gốc của nó, là câu nói của Tân đã nói rất nhiều lần, mà bây giờ thêm hai người thầy pháp nói nữa. Các bạn nhìn sau lưng của Tân, bạn cũng thấy mỗi món đồ có một cái linh khí của nó. Nhưng tất cả những món đồ sau lưng này là những món đồ chánh khí, là chánh pháp. Mình ngồi đây mình có thể thấy được cái sự uy nghiêm của nó. Hôm nay Tân kể cho các bạn nghe câu chuyện này để bạn biết được một điều: bất cứ món đồ nào trên đời này là đồ cổ đều sẽ có một câu chuyện đằng sau nó. Một vị thần hay một vị ma là do chúng ta có biết về lịch sử của nó hay không. Câu chuyện của Tân hôm nay chỉ đến đây mà thôi. Nếu các bạn muốn xem những món đồ cổ này, có thể vào đường link bên dưới để mình đến đây mình thưởng lãm. Nếu mình có điều kiện, mình đem một món về mình trang trí trong gia đình của mình. Biết đâu bạn gặp Tân ở bên này đang kể chuyện hay có thể tư vấn cho các bạn thì sao, đúng không? Hôm nay Tân chỉ kể đến đây thôi, tại vì Tân có nhiều cái công việc ngày hôm nay để mà chuẩn bị cho một cái tác phẩm mới. Tác phẩm Duyên Thị Pháp vẫn sẽ đi cùng với các bạn và song hành với tác phẩm mới đó, nếu như Tân có điều kiện. Cho nên hôm nay Tân kể không có dài lắm, các bạn thông cảm dùm cho Tân.
Mấy bạn thấy sao về câu chuyện ngày hôm nay? Cho Tân biết trong phần bình luận. Nếu thích thì nhớ like, share và subscribe để kênh YouTube của Tân ngày càng lớn mạnh hơn nữa nha. Bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn với câu chuyện ma của 5 giờ chiều mai. Bye bye.